Tư duy trục giải bài toán về quãng đường kết hợp với thời gian, cực hay. Đề bài của bài toán như sau này. Trong vật giao điện hòa tại thời điểm t bằng 0, vật ở một cái vị trí m nào đó. Đấy, bài này đòi hỏi khả năng suy luận nhé. Biết rằng là sau 1/3 chu kỳ, đấy thì vật lần đầu qua vị trí m. Đấy, lần đầu qua vị trí m. Các em phải hiểu rõ và phân tích được bài toán. Sau 5/12t tiếp theo, đó thì vật đi được quãng đường là 15. Đấy, đây là bài toán rất điển hình kết hợp với quãng đường và thời gian. Đấy, vật đi tiếp một quãng đường s nữa nhá, sau đó vật đi tiếp một quãng đường s nữa thì về m và đủ một chu kỳ rồi nhá, đủ một chu kỳ. Kèm vẽ hình là nó sẽ ra đấy, tìm s. Các đoán trắc nghiệm thầy đưa ra là 13.66, 10, 12 và 15. Rồi ok, chúng ta vẽ cho thầy cái hình đây đi. Đây là vị trí cân bằng O nhé, vị trí cân bằng O đây. Rồi, đây là biên A. Đây là biên trừ A. Trừ A. Rồi, vậy ở một cái vị trí M nào đó, chúng ta chưa biết M như thế nào cả. Đấy, chỉ biết là sau 1/3T, 1/3T này lớn hơn 1/4 rồi. Đúng không nhỉ? 1/3 là các em tách thành 1/4 cộng 1/12. Mà nó mới lần đầu qua vị trí cân bằng. Đấy, lần đầu qua vị trí bằng. Nếu như vật ở một cái vị trí nào đó, đấy, trong hai cái đầu này, trong hai khoảng 0A hay là A0, thì chắc chắn là nó phải đi đến biên. Bởi vì nếu như mà nó đi thẳng về vị trí bằng thì không thể có cái sự kiện này. Đó, không thể có cái sự kiện này được nhé. Em tách 1/3. Đầu tiên thì tách 1/3T. Đấy, bao giờ nó sẽ bằng 1/4T. 1/4T cộng với 1/12T. Đúng chưa? Rồi, nó sẽ ở một cái vị trí nào đó để nó phải đi ra biên. Nhớ nhé, chỗ này là phải đi ra biên. Rồi, thầy cứ chấm một cái vị trí ra biên này, xong rồi lại quay về. Đúng không? Xong lại quay về vị trí bằng. Thì nó có một cái phần đi từ A về O này là T trên 4 rồi. Như vậy, cái phần mà đi ra biên của ta nó sẽ là T trên 10, 12. Ok không nhỉ? Phần ra biên chính là phần này. Rồi, như vậy nó sẽ ở cái vị trí đây này. Đấy, theo như thầy, nó sẽ ở vị trí này. A căn 3 trên 2. Đó, A căn 3 trên 2. Đây chính là vị trí M. Đây, thầy vẽ hình sơ đồ đi như này. Nó sẽ đi như này. Đó, cho này hết T trên 12. Đúng không? Xong rồi vòng về đến vị trí này. Đó, đến vị trí này là qua vị trí cân bằng lần đầu tiên. Nhớ nhé, nó đi theo cái chiều mũi tên mà thầy đánh ở đây. Đó. M của thầy là vị trí này. Đây là vị trí M. Đó, vị trí M. Nó đi từ M đến biên nhé, xong rồi đi từ biên về vị trí cân bằng thì mới là qua vị trí cân bằng lần đầu tiên. Mới hết là 1/3T. Rồi, từ M đến A và từ A về vị trí O của ta thì là hết 1/3T, thì từ A về O là 1/4 rồi, đúng không? 1/3 tách 1/4 cộng 1/10, 12. Rồi, vậy từ đây các em dễ dàng suy ra được X thì M. Ở đây thực ra thì bên trái này nó cũng tương tự thôi nhé, cái này nó không ảnh hưởng gì. Đấy, tóm lại là nó phải đi từ M ra biên, xong đi từ biên về vị trí cân bằng thì sẽ thỏa mãn. Như vậy nó có thể là cộng A căn 3 trên 2 hoặc trừ A căn 3 trên 2. Vậy chỗ này chắc chắn là cộng hoặc trừ. Đấy, thầy cứ để đảm bảo cho nó gọi là đúng với bản chất thì thầy cứ viết là cộng trừ A căn 3 trên 2. Ở đây chúng ta chỉ cần lấy A căn 3 trên 2 là đủ thôi. Tiếp, sau 5/12T. 5/12T đi được quãng đường. Ồ, 5/12 thì các em lại tách. Nó đang tiếp nhá. Tiếp là nối của đoạn này. Đúng không? 5/12 thì các em tách thành T trên 4 đi. Vì từ đây, đúng không? Đến biên là T trên 4. Thì các em tách tiếp cho thầy. Đó, 5/12T này. Đó, các em tách thành T trên 4 cho thầy. Cộng với bao nhiêu? Chỗ này là T trên 4 là 3. 3 T trên 4 cộng T trên 6 rồi. Đó, T trên 4 cộng T trên 6. Đây, thì cho chạy này. T trên 4 là đi đến đây. Đi tiếp nhé. Đi tiếp đây. Rồi, T trên 4. T trên 6 mà đi từ biên về. Đi từ biên về nhé. Hết T trên 6 thì nó sẽ ở tọa độ A trên 2 đấy. Rồi, những cái này về trục là mình phải nắm chắc. Đây, nó sẽ ở đây. Đó, vị trí này là vị trí nửa biên nhé. A trên 2 trừ A trên 2. Được chưa? Vị trí này. Rồi, nó sẽ đến đây. Đó, T trên 4 là đi từ O đến âm A. Đấy, và đi từ âm A về âm A trên 2 là hết T trên 6. Âm A trên 2 mà về 0 thì mới là gì? Mới là T trên 12. Rồi, và đề bài nói rằng gì đây? Cái đoạn đỏ này. Đó, cái đoạn đỏ này là 15cm. Như vậy các em sẽ có một phương trình 15cm này. Đó, nó sẽ bằng
từ O đến A này là một A. Đó, cộng với A trên 2. Rồi, A cộng A trên 2 tức là 1,5A và bằng 15. Vậy dễ dàng tìm được A bằng 10 cm. Nhé, A bằng 10 cm. Rồi, và đề bài nói tiếp gì? Sau đó thì vật đi tiếp một quãng đường S nước. Đấy, thì về M. Rồi, M của thầy là vị trí này. Em chiếu bằng trên này xuống. Đó, đi một đoạn S nữa. Được chưa? Rồi, đoạn S này của thầy là màu gì? Màu trắng nhá. S này của thầy là màu trắng. Chính là các đoạn này. Rồi, về M đủ một chu kỳ. Như vậy, S này của ta thì nó chính là bằng từ trừ A trên 2 về 0. Thì quãng đường là A trên 2. Xong rồi, từ vị trí cân bằng cho đến vị trí A căn 3 trên 2. Rồi, về đến đây các em dễ dàng rút ra được S của thầy. Đó, nó chính là bằng A trên 2 cộng với A căn 3 trên 2. Rồi, và các em bấm máy với A bằng 10. Như vậy, nó chính là bằng 5 cộng với 5 căn 3. Đúng chưa? 5 cộng 5 căn 3. 5 cộng 5 căn 3. Rồi, thầy Hùng bấm ra đây. Nó xấp xỉ là 13,66 các em nhé. Cho nên là 13,66 cm. Rồi, ok. Và có đáp án 13,66 A trên đáp án cần tìm. Rồi, một bài toán rất là điển hình và thầy thấy nó rất là hay. Vì nó kết hợp được về quãng đường và thời gian để chúng ta ôn luyện. Các em hãy lưu bài toán này lại để tham khảo một cách kỹ càng cho thầy nhé.